Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. An Giang, tàu chở hàng va chạm với phà chở khách qua sông, một xe tải bị chìm. Theo như thông tin, vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 6 tháng 8 tại bến phà Tân Trung trên sông Vàm Nao, nối huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân, An Giang. Lúc này, khi phà chở khách qua được nửa sông thì va chạm với tàu chở hàng hóa tải trọng lớn. Cú va chạm mạnh làm chiếc phà bị đẩy về phía trước. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng có một chiếc xe tải chở hàng hóa đang đi trên phà bị chìm dưới sông và đang được lực lượng chức năng trục vớt. Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang thông tin thêm, lúc xảy ra va chạm, trên phà chở ít người, lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản. Nghệ An kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải. Ngày 6 tháng 8, thông tin từ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 5 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện xử lý xe tải biển Lào có hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng cầu đường. Trước đó, khoảng hơn 21 giờ đêm ngày 3 tháng 8 năm 2024, tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 5 đang tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 46 đoạn gần ngã tư cảng Cửa Lò. Tổ công tác phát hiện xe đầu kéo biển Lào mang biển kiểm soát U9-1989 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát US-2666 có nhiều dấu hiệu vi phạm tải trọng. Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và sau đó đưa về trụ sở đội để kiểm tra tải trọng. Kết quả cân kiểm tra, tổng tải trọng xe đầu kéo là 56 tấn, quá tải trọng cầu đường ở mức từ 10 đến 20%, tải trọng tối đa cho phép trên quốc lộ 46 là 48 tấn. Ngay sau đó, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế PTV sinh năm 1983, trú ở xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, 5 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Intafim Challenge thương mại xuất nhập khẩu, địa chỉ tại Viên Chăn, Lào là chủ phương tiện, 14 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị tước giấy phép lái xe, chủ xe phải sang tải rồi mới được tiếp tục hành trình. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 5 thông tin, xử lý xe quá khổ, quá tải là một trong những nhiệm vụ được đội số 5 đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm, đội đã mời các tài xế, chủ xe về trụ sở đơn vị để tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về thành thùng, tải trọng xe nói riêng, cũng như các quy định về an toàn giao thông nói chung. Tuy vậy, một số trường hợp vẫn tìm mọi cách để trốn tránh lực lượng chức năng, khiến việc kiểm tra, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Các tài xế tạo các nhóm kín trên mạng xã hội, thậm chí thuê người theo dõi mọi di biến của lực lượng chức năng, rồi báo cho tài xế tìm đường, tìm thời điểm trốn tránh sự kiểm tra. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, đội đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, công khai kết hợp với trinh sát hóa trang để kiểm tra, phát hiện các trường hợp cố tình vi phạm về thành thùng và tải trọng xe. Chỉ tính riêng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, đội tổ chức 124 ca tuần tra kiểm soát với 496 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 341 trường hợp, trong đó nồng độ cồn là 66 trường hợp, ma túy 2 trường hợp, tốc độ 127 trường hợp. Riêng hành vi quá khổ, quá tải, đội đã kiểm tra 330 trường hợp, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 14 trường hợp, trong đó có 8 trường hợp quá khổ, 7 trường hợp quá tải. Vị lãnh đạo này cho biết, qua tìm hiểu, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Nghệ An đã tổ chức 20.286 ca tuần tra kiểm soát giao thông với 78.338 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Lực lượng đã phát hiện, lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 49.794 trường hợp, ra quyết định xử phạt 44.381 trường hợp, chuyển ngân sách nhà nước thu hơn 84 tỷ đồng. Điển hình, hành vi chở hàng quá tải 1.213 trường hợp, chở quá khổ giới hạn 700 trường hợp, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe 18 trường hợp, chở hàng rơi vãi 221 trường hợp. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội, trạm cũng như lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền. Bên cạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức thì kiên quyết xử lý nghiêm với các trường hợp cố tình vi phạm, đặc biệt là với các hành vi như quá khổ, quá tải, nồng độ cồn, quá tốc độ. Phương châm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Xử lý xe khách tuyến Hà Nội - Thanh Hóa hoạt động bát nháo sau phản ánh của báo Giao thông. Trong các ngày mùng 2 và ngày mùng 4 tháng 7, báo Giao thông đã đăng tải các bài điều tra phản ánh về hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh Thanh Hóa - Hà Nội với loạt vi phạm của các nhà xe như Thắng Thanh, Hải Hạnh, Tuân Yến, Đức Phát. Sau khi tiếp nhận thông tin của báo Giao thông, ngày 5 tháng 7, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã có văn bản giao thanh tra Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm nếu có. Sau khi kiểm tra, xác minh, mới đây, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa có văn bản gửi báo Giao thông thông tin kết quả xử lý.
Theo đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã lập 6 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt với tổng số tiền 52,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng 3 giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng đối với các đơn vị vận tải và lái xe vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cụ thể, đối với phản ánh vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định tại bến xe phía Tây, thành phố Thanh Hóa, đi bến xe nước ngầm, thành phố Hà Nội của nhà xe Đức Phát như chạy sai nốt giờ được chấp thuận, xác nhận lệnh cho xe tăng cường của nhà xe Đức Phát không đúng quy định, quảng cáo bán vé các nốt giờ xuất bến không đúng theo chấp thuận. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa xác nhận, trong các ngày 26 tháng 6 và ngày 4 tháng 7, 3 xe ô tô mang biển kiểm soát 36F01062, 36F00901, 36F01071 của nhà xe Đức Phát xuất bến lúc 3 giờ sáng, sớm hơn thời gian xuất bến đã được chấp thuận và tăng cường xe trong ngày 26 tháng 6 không đúng quy định. Tuy nhiên, sở này cho biết, việc cho xe xuất bến sớm và chấp thuận cho xe tăng cường nhằm giải tỏa lượng khách tăng đột biến. Trong đó, có một số hành khách mắc bệnh hiểm nghèo có nhu cầu đi khám bệnh tại Hà Nội để kịp thời ra đăng ký lịch khám bệnh. Tuy nhiên, như báo Giao thông đã phân tích, sở dĩ người dân đặt vé và đến văn phòng nhà xe Đức Phát trước lúc 3 giờ sáng để đi chuyến 3 giờ sáng bởi nhà xe này đã chủ động quảng cáo bán vé nốt 3 giờ sáng trên app đặt vé cũng như đặt vé qua các tổng đài khi hành khách hỏi các chuyến xe. Về nội dung này, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Đức Phát đã nhận trách nhiệm đối với hành vi này. Đối với phản ánh vi phạm của nhà xe Hải Hạnh, tuyến Sầm Sơn, bến xe Giáp Bát, khi không vào bến vẫn có dấu trên lệnh xuất bến, có dấu hiệu lập bến cóc, đón trả khách không đúng quy định, sử dụng xe hết niên hạn để trung chuyển hành khách. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết, theo báo cáo của bến xe Sầm Sơn, trước thời điểm báo Giao thông phản ánh, vẫn còn tình trạng phương tiện của nhà xe Hải Hạnh chưa thường xuyên vào bến để xác nhận lệnh vận chuyển. Sau khi có thông tin phản ánh của báo Giao thông, chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, Ban quản lý bến xe Sầm Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Hải Hạnh đã chấp hành nghiêm việc đưa tất cả các xe vào bến hoạt động theo đúng quy định. Đối với hành vi dừng đỗ, đón khách sai quy định của xe mang biển kiểm soát 36B03532 đã được công an thành phố Sầm Sơn lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với hành vi sử dụng xe mang biển kiểm soát 35N9515 làm xe trung chuyển, biển số màu trắng, không kinh doanh vận tải, tại thời điểm kiểm tra, nhà xe này đã bán cho một người khác. Công an thành phố Sầm Sơn cho biết, ô tô này đã bị xử lý không cho phép tham gia giao thông. Trong khi đó, xe ô tô mang biển kiểm soát 36A48614 được công ty sử dụng làm xe trung chuyển hành khách. Hiện xe này chưa được cấp phù hiệu xe trung chuyển. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị vận tải và lái xe nhà xe Hải Hạnh vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xử phạt với số tiền 31 triệu đồng, tước quyền sử dụng một giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết, đối với phản ánh vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch vận tải Thắng Thanh, nhà xe Thắng Thanh, khi hoạt động không đúng hành trình, chạy xe đón trả khách không đúng nơi quy định, qua kiểm tra xác nhận đúng như báo giao thông phản ánh. Đơn vị này cũng sử dụng xe mang biển kiểm soát 36K03955 làm xe trung chuyển hành khách nhưng chưa được cấp phù hiệu xe trung chuyển. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị vận tải và lái xe nhà xe Thắng Thanh vi phạm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xử phạt với số tiền 20 triệu đồng, tước quyền sử dụng một giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng. Đối với nội dung phản ánh về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Văn Phúc, đơn vị quản lý nhà xe Tuân Yến, khi không vào bến Sầm Sơn trả khách, kết thúc hành trình mà chạy thẳng về văn phòng trả khách, kết thúc hành trình của báo giao thông, qua kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa xác nhận là đúng. Vì vậy, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị vận tải và lái xe nhà xe Tuân Yến, xử phạt với số tiền 1,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng một giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết thêm, đã yêu cầu công ty cổ phần quản lý bến xe Thanh Hóa chỉ đạo bến xe phía Tây, bến xe Sầm Sơn thực hiện nghiêm việc truyền dẫn dữ liệu, sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra vào bến, cập nhật đầy đủ các thông tin theo quy định trên lệnh vận chuyển của từng xe hoạt động tại bến về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam theo quy định. Doanh nghiệp này cũng phải thực hiện nghiêm quy định về quy trình đảm bảo an toàn giao thông đối với người lái xe, phương tiện khi xe ra vào bến, chỉ xác nhận vào lệnh vận chuyển khi xe có mặt tại bến, đảm bảo các điều kiện an toàn và đúng nốt giờ đã được chấp nhận. Thực hiện xác nhận lệnh tăng cường cho các phương tiện vào các ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, có lượng khách tăng đột biến theo đúng quy định, hiện hành khi có đề xuất của đơn vị kinh doanh vận tải và phải được sự thống nhất của bến xe khách đối lưu. Đáng chú ý, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cán bộ, nhân viên đã xác nhận vào lệnh vận chuyển đối với các xe xuất bến không đúng nốt giờ đã được chấp thuận. Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Đức Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thắng Thanh, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Hải Hạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Văn Phúc, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định và phương án khai thác tuyến đã được chấp thuận, chỉ được khai thác vận chuyển hành khách theo đúng các nốt giờ, lộ trình đã được chấp thuận, đón trả khách đúng nơi quy định.
chỉ được sử dụng xe ô tô trung chuyển hành khách theo đúng quy định để đón trả khách đi tuyến vận tải khách cố định của đơn vị mình đến bến xe khách hoặc điểm dừng đón trả khách của tuyến cố định đã được chấp thuận. Thực hiện việc thông tin, quảng cáo hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định của đơn vị theo đúng quy định và đúng nốt giờ đã được chấp thuận. Thực hiện việc niêm yết giá vé trên phương tiện và thu giá vé đúng với giá đã kê khai, niêm yết. Tăng cường công tác quản lý, điều hành đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của đơn vị, bố trí cán bộ giám sát phương tiện của đơn vị thông qua hệ thống giám sát hành trình, camera để nhanh chóng phát hiện các trường hợp vi phạm về hành trình chạy xe, chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý kịp thời theo quy chế nội bộ của đơn vị. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải tiếp tục giám sát, kiểm tra hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định tại bến xe phía Tây, thành phố Thanh Hóa, bến xe Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, kiên quyết xử lý nghiêm đối với đơn vị vi phạm. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, Công an thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố Sầm Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.